nó nhanh lắm, bây giờ chẳng mấy mà lại giống anh. Mình có ăn gì nhưng mà là sao? Anh lớn tuổi quá rồi. Lớn tuổi là sao? Bởi vì em nhớ cái hồi chia sẻ là hồi mà anh đóng những cái bộ phim ví dụ như là cái bộ phim Đồng Tiền Sương Máu này hay là Những Đèo Đường Phù Sa hồi đó đẹp trai lắm. Để cho sau đợt mà Lý Hùng hay là Lê Công Tuấn Anh như Tuấn Anh là em thần tượng đến anh Quyền Linh. Bây giờ đẹp rồi. Thì em cũng không thần tượng lắm. Gái giới thiệu đi em. Dạ, em chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh và quý vị khán giả. Em tên là Lê Phú Nhật Đan. Em đến từ Bạc Liêu và năm nay em 28 tuổi. Hiện tại em là nhân viên văn phòng. Từ Bạc Liêu lên đây tham gia chương trình ha em? Dạ anh Quyền Linh. Rồi, mời bạn trai. Rất vui hôm nay được gặp mọi người đây nhỉ. Đầu tiên em xin chào MC anh Quyền Linh. Chào em. Em chào chị Cát Tường và chào toàn thể quý vị khán giả đây một lời chào trân trọng nhất. Em tên là Phạm Văn Ngời, em đến từ Hải Dương. Em đang làm ở một nhà máy ở Long An. Cô nghe của em là kỹ sư về chất lượng, tức là em là về bên chất lượng. Tức là anh làm vào công ty nào, nó cũng phải có một cái bộ phận chất lượng. Bộ phận sản xuất và bộ phận chất lượng. Bộ phận chất lượng là mình sẽ đảm nhiệm với cái chất lượng của hàng hóa. Thì hiện tại em đang làm cho các công ty là khi mà khách hàng, ví dụ như tôi, anh phải làm cho tôi cái sản phẩm như này, theo cái yêu cầu chất lượng như này, thì em sẽ có trách nhiệm là từ cái tiếp cận những cái ý kiến của khách hàng, thì em sẽ bắt đầu đưa về công ty và em sẽ theo sát cho công ty có đáp ứng được như vậy không. Và khi khách hàng đến hỏi là cái hàng có đáp ứng hay không thì khách hàng sẽ kêu em ra đầu tiên. Từ Long An, Bạc Liêu. Bạc Liêu. Vâng. Em có đi Bạc Liêu lần nào chưa? Em chưa được đi Bạc Liêu nhưng em đi Cần Thơ mấy lần này. Rồi, cái vị trí địa lý của hai bạn cũng khá xa nhau. Dạ. Đối với em cái đó không là vấn đề gì cả. Bởi vì nhà em quê Hải Dương nên em đi Hải Dương rất nhiều, thậm chí em đi cả vòng quanh Đông Nam Á luôn. Và nếu mà tình yêu ấy thì xa như vậy chứ xa nữa đối với em không là cái gì cả. Rồi. Yêu nhau là ok. Yêu nhau là không có xa ha. Dạ vâng. Rồi. Em điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là nấu ăn, làm bánh, có thể chăm sóc tốt được cho người khác. Còn nhược điểm của em là em hát tương đối dở, hơi run trước mọi người ạ. Giờ đang run đúng không? Dạ. Rồi, đúng. Thở sâu không sao cả ha. Dạ. Rồi bạn trai, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em rất là chân thành. Khi em nói chuyện gì ra là cái đảm bảo cái chân thành của em rất là cao. Em rất là công bằng khi mà em đưa ra một ý kiến, nhưng nếu mà có một bạn nào đưa ra cái ý kiến mà em cảm giác em suy xét lại cái đó hay hơn, em sẽ chấp nhận, chứ không bao giờ mình lấy cái ý kiến của mình là phải là nhất. Anh vào miền Nam này lâu chưa? Em vào miền Nam là phải tính là đến gần 20 năm rồi. 20 năm. Dạ anh vâng. Có thích người miền Tây không? Em cực kỳ là thích người miền Tây luôn á. Tình trường mình như thế nào em? Dạ em có một mối tình là thời sinh viên và tụi em đã chia tay cách đây khoảng 2 năm rồi. Sau này thì em có quen, đó là qua may mối chưa được một tháng nhưng mà ảnh đòi là cưới liền, nhưng mà em thấy cái đó là tìm hiểu chưa chín chắn nên tụi em đã dừng lại và coi nhau như anh em với nhau ạ. Dạ. Rồi bây giờ nếu mà tiền mà được thì chừng nào em muốn chừng nào mới đám cưới? Cái đó là còn phải do hai người là có thể có thật sự để hiểu với nhau và đi đến hôn nhân rồi phải không? Còn bạn trai, tình trường bạn thế nào? Em chưa có mối tình nào cả. Qua cái yêu gì luôn? Em chưa có một tình yêu. Nhưng mà giờ yêu được không? Cái đó là cực kỳ luôn đấy, bởi vì em lên lịch nhiều lắm nhưng mà em chưa gặp được cái tình yêu từ hai chiều á. Thế nhô, rồi xem nó lẹ dữ vậy em? Em phải nói là em sợ là chương trình không đủ cái thời gian cho em nói á, bởi vì em rất là nhiều thứ. Bình thường ở ngoài đời có nói chuyện nhiều vậy không? Em nói chuyện rất là nhiều. Em nói chuyện nhanh vậy luôn hả? Vâng, em nói được như vậy. Rồi, bây giờ em mong muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Cái bạn gái đấy chỉ cần gọi là đối nhân xử thế hợp lý, là tức là mọi người không có phải là chê trách của giống như anh Quyền Linh hay giống như chị ấy, tức là mình biết đối nhân xử thế, tức là trong những cái ở bất cứ chỗ nào cũng vậy, mình luôn làm cho mọi người hài lòng vui, không rồi. Ai chê trách mình đó là bây giờ mình trả lời phỏng vấn yes no question thôi nha, cho nó lẹ nha. Yes. Có làm dâu không? Không, nhà em không, bởi vì là mẹ em ở ngoài Bắc mà em tính lập nghiệp trong miền Nam. Không cần giải thích chứ cứ yes no được rồi. Sorry, I forgot about that. Lấy nhau về kinh tế gia đình ai quản lý? Cái này thì em tôn trọng cái là phụ nữ của Á Đông của mình, tức là người phụ nữ sẽ là cái không vấn đề. Không cần giải thích chứ chị vợ chồng được rồi. Sorry. Ngoại hình có yêu cầu chiều cao, vóc dáng, gương mặt? Dạ, chiều cao thì em rất mong muốn là cái bạn gái của em được từ 1m50 đến 1m60. Tóc dài hay tóc ngắn? Ngày xưa hồi nhỏ thì em rất là thích các bạn tóc dài. Nhưng sau này em thấy mà tóc ngắn hiện đại thì cũng rất là ok. Tức là biết sao mà em nhìn thấy em rung động, em thích là giờ ok. Giờ mà em thích tóc dài cũng được không? Vâng, rất ít thật vâng. Ừ, rất ít. Giờ dài, tóc ngắn không à? Ít tóc được không? Yes or no thôi. Yes. Yes, rồi được. Anh sẽ xem đàn gái thế nào nha. Dạ, em cảm ơn. Chào em gái. Dạ, em chào anh Nguyên Linh.
Nãy giờ nói chuyện em có cảm nhận được như thế nào không? À, dạ em thấy ảnh có vẻ là người vui vẻ. Như con cái anh nghi ngờ là 37 tuổi vẫn chưa có người yêu lần nào hết. Từ em cảm nhận nha. Dạ. Em ghét gì, tính gì ở người đàn ông? Ích kỷ, không quan tâm tới mọi người, xem cái tôi của mình là lớn. Anh này có thể làm được điều đó? Dạ. Về ngoại hình á? Ngoại hình á thì em không quan trọng, cần là nhìn được là được. Quan trọng về tóc tai không? Dạ không đó anh. Tại vì em nghĩ tóc tai là mình cũng không muốn, là có khi ít tóc mình cũng đâu có muốn là mình ít tóc. Đúng rồi. Dạ. Vậy được, anh này nói chung là anh thấy ổn đó. Dạ. Hôm nay mình đi với ai em gái? Dạ hôm nay em đi với mẹ, anh trai, em gái và cháu của em ạ. Chào cô Quốc Tường, chào chú Quyền Linh. Dạ. Chào cháu trai hôm nay, chào quý vị khán giả. Tôi là mẹ của bé Đan. Tôi có mấy lời thấy cháu trai bên đây thì cũng chững chạc. Cô cũng là muốn hỏi cháu là cháu có ngại gì vì cháu là người miền Bắc mà cháu nhà cô thì người miền Nam. Thì thưa với cô là con không có phân biệt ở đâu cả. Mà thậm chí là con còn dành tình cảm cho người miền Nam, người miền Tây là nhiều hơn ngoài con. Bởi vì con đã xác định con lập nghiệp trong đây rồi. Hiện tại là con cũng có bên gia đình, con có cả cha nuôi là người Bến Tre. Rồi các anh chị cũng là người Bến Tre rất là đông. Và bạn bè con là ở Long An và ở Cần Thơ rất là nhiều. Cùng từ hồi học đại học đến bây giờ, mà thậm chí là con về miền Tây còn nhiều hơn là con về ngoài Bắc nữa. Rồi, coi như không vấn đề gì hết cô. Dạ, dạ, vậy thôi, vậy thì con hai đứa cho nhau cơ hội để tìm hiểu, rồi sớm tiến tới hôn nhân. Bị gì, cháu nhà cô thì nó cũng ế lâu quá rồi, muốn mong cho được sớm xóa ế. Dạ. Vậy cảm ơn chương trình. Dạ, cảm ơn cô. Thôi cho em gặp bên đằng trai đi. Tôi xin trân trọng giới thiệu, tôi là cha nuôi của bạn trai. Cha thấy là cái mối duyên này dường như là ok. Cha cũng mong con và cháu muốn hẹn hò thì cứ tìm hiểu để rồi đi đến cái cuộc hôn nhân. Cảm ơn chú nhiều. Thôi bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Dạ vâng. Mở lên là hát liền luôn. Vâng. Anh có này xin tặng. Từ khi em đến, mây bốc xanh quanh đời tôi, mùa hoa tim tim cũng theo em trên bờ vai. Mắt thu em hiền, hoa mộng xưa bỏ đi năm nào, nay về đây cười bên hiên vắng. Ha ha. Giấc mơ vẫn quay đều, giấc mơ giữa mây trời. Ha ha. Xin gửi lấy một trái tim chân thành tới anh. Lấy cảm tình liền thấy không? Rồi tưởng đâu giọng hát đang cường chứ bộ. Lady first, anh muốn nhường em nói trước, em cảm nhận nào về anh? Em thấy anh là một người vui vẻ, có thể tạo được tiếng cười cho mọi người, chín chắn à? Anh rất là chững chạc luôn, chứ anh hình dung em là nói chung là nó không giống như ở trong cái đầu của anh đâu. Là một cái cô gái anh gặp như nào đây là xinh đẹp. Nhưng mà không ngờ hôm nay lại gặp ở đây lại thấy còn xinh đẹp hơn nữa, thì rất là bất ngờ. Dạ, em cảm ơn anh. Rất là bất ngờ. Và anh hôm nay cũng rất là vui, rất là cảm nhận được từ phía gia đình nhà mình như cô vừa lại chia sẻ đấy. Không có phân biệt gì vùng miền cả. Anh rất là chân thành rồi, bây giờ là chỉ có do em thôi. Và anh thì anh dám đảm bảo một cái là cái con tim của anh nói câu nào là thật câu đó. Và nếu mà em có thời gian thì em có thể xem về cái CV ở gia đình nhà anh. Thì từ gia đình, từ bố anh sinh anh rồi đến cha nuôi anh, đọc người tốt không à? Không có hay sự ấy rồi, được mọi người rất là yêu quý. Mình có ngại rồi yêu xa không anh? Mỗi một người đều có một cái công việc cố định của người đó. Thì là cái thời gian gặp rất là ít. Anh cho em một cái cụ thể luôn. Tức là bây giờ nếu mà mình quen nhau mà em cảm thấy chấp nhận ấy, là em chấp nhận. Còn anh chấp nhận rồi đó. Thì nếu mà được ấy, thì là một tháng anh thăm em là anh sẽ đi là ok ngay. Có nghĩa là tóm lại là bây giờ trong lúc yêu nhau là một tháng thăm một lần. Ít quá vậy. Bởi vì là đang nó hơi xa đi thì chắc là bạn cũng không muốn em mà đi nhiều quá để ảnh hưởng sức khỏe của em. Chắc là em nghĩ là bạn cũng không muốn như vậy à? Sao em muốn một tháng mấy lần? Đầu thì em nghĩ là chưa tìm hiểu nhiều thì một tháng một lần, nhưng mà em nghĩ là khi mà tìm hiểu thì dĩ nhiên là muốn tìm được hiểu nhiều. Tháng mình có thể gặp nhau được bao nhiêu lần à? Cái này chắc anh cũng lại phải cho em quyết định luôn đấy. Yêu nhau mấy núi cũng neo mà, đâu có ngại gì đâu. Em mời anh xuống mà thời gian nhiều quá thì có ảnh hưởng tới công việc của anh không ạ? Cái này anh sẽ phải sắp xếp là hợp tuần lý một lần được không? Được, xong mình cố gắng để đi trong vòng 2-3 tháng là bắt cưới luôn. Kêu hai đúng bên rồi. Em chia sẻ một chút là em thích anh chuyển về đó làm hay là anh làm ở đây. Chứ còn anh cũng không thích, anh làm đây mà vợ anh ở xa anh cũng không thích à. Bởi vì tính này là anh cái tuổi thì nó cũng không còn nhỏ thì anh với vợ đâu chồng vâng, đó. Từng giờ từng phút một mình phải dành cho nhau chứ không phải là vợ chỗ này chỗ kia này. Nó nhanh lắm, bây giờ chẳng mấy mà lại giống của mình. Của anh thì giống anh là sao? Anh lớn tuổi quá rồi. Lớn tuổi là bởi sao? Bởi vì em nhớ cái hồi chia sẻ là hồi mà anh đóng những cái bộ phim ví dụ như là
cái bộ phim Đồng Tiền Sương Máu này hay là Những Nẻo Đường Phú Sa hồi đó đẹp trai lắm. Để cho sau đợt mà Lý Hùng hay là Lê Công Tuấn Anh, Lê Tuấn Anh là em thần tượng đến anh Quyền Ninh. Tại giờ đến bây giờ rồi. Thì em cũng không thần tượng lắm. Giờ là già xấu rồi hả? Giờ thấy cũng kỳ kỳ á. Trời ơi, vậy là nói anh đã qua thời rồi đó hả? Cái hồi mà em đang học đại học năm nhất, năm hai rồi, cấp 3 đấy, em cũng lấy hình của em ra em so, em thấy em cũng rất là ok. Hồi đấy nó không giống như bây giờ. Nhưng mà tại sao mà tại sao Quyền Ninh thì anh hên, anh cũng rất là khổ, nhưng mà anh vẫn hên được vào sân khấu rồi anh nổi tiếng vậy. Còn mình không nổi tiếng được, nhiều lúc em cũng buồn lắm chứ, em cũng theo. Rồi giờ quay lại chuyện này nè, quen chừng một vài tháng thôi phải cưới lẹ chứ còn đi kiểu đó là cũng mệt. Dạ. Cưới sớm được không? Em với anh lấy nhau mà em chuyển công tác về bên anh thì lúc đó sẽ như thế nào ạ? Thế thì cực kỳ tốt luôn chứ. Mà anh luôn luôn là để cho em chọn, thích là ở Bình Dương em làm, hay thích Sài Gòn, hay là em thích ở Long An. Còn ví dụ như mà nếu mà khi mà đã yêu nhau, lấy nhau rồi thì em bảo bây giờ em thích ở Bạc Liêu ấy, mà thì anh cũng sẽ cố gắng anh tìm cái công việc của anh xem có cái gì đó phù hợp không. Ví dụ có thể anh về đó, anh kiếm một cái công ty gì mà nó giống giống công việc của anh, hay là có thể là đi dạy tiếng Anh mà kiếm được tiền để đủ cho gia đình, mà anh thấy thì ok thì anh vẫn cứ ok chứ. Cái đấy là tuyệt vời rồi gì nữa. Từ khi mà lúc mà màn đến bây giờ anh cảm nhận ấy, em là trong trái tim anh rồi đấy. Anh hy vọng có một ngày nào đẹp trời ấy thì có một cái tin nhắn gì đấy thì em có thể nói với anh là mình cưới được chưa, thì ok là anh chỉ cần đợi ngày đó thôi. Nãy giờ nói kịp hết chưa? Nói kịp hết những ý chuẩn bị chưa? Em chắc cũng được 40% rồi. Rồi chút xíu xuống dưới nói thêm 60% nữa nha. Vâng. Suy nghĩ thật kỹ, cảm nhận xem đây có phải là người mình đang chờ đợi, đang tìm kiếm hay không? 1 2 3 Hết thời gian. Rồi, chúc mừng. Nắm tay nhau luôn. Con xin phép bác, xin phép gia đình nhà mình luôn. Hôn em một cái. Tự giác không cần nhắc nhở. Làm liền vậy đó. Là khoảng 1m70. Có đẹp trai. 1m6 em ơi. Lỡ mà có đẹp trai thì cũng được. À. Anh có bị hôi miệng không ạ? Cái này thôi chúc em kiểm tra cho anh kiểm tra không được em. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi, mời em gái ngồi. Rồi, bây giờ hai bạn có mặt trên sân khấu rồi, chúng ta sẽ giới thiệu về mình cho đối phương cùng nghe nha. Xin chào quý vị khán giả. Xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và bạn gái bên kia. Em tên là Nguyễn Tiến Khánh, em đến từ Bình Dương. Năm nay em 30 tuổi. Nghề nghiệp của em là thiết kế đồ họa. Khánh quê ở đâu? Dạ em ở Bình Dương ạ. Tức là ở Bình Dương, làm Bình Dương luôn. Dạ. Nghề đồ họa. Dạ. Rồi mời em gái. Dạ xin chào quý vị khán giả. Chào chị. Chào anh Quyền Linh ạ. Xin chào bạn nam bên kia. Em tên là Phạm Thị Phương Thảo. Em 27 tuổi ạ. Em là giáo viên cấp 2. Dạy ở đâu Thảo? Dạ em dạy ở trường Vinschool ạ. À, trường trong Vinhome Central Park. À. Em dạy môn gì? Dạ em dạy môn địa lý ạ. À địa lý. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, ưu điểm của em cũng hơi dài. Về tính cách thì em không có quậy. Dạ, em cô giáo mà, cũng hiền. Dạ, xét về tài năng thì em có một chút biết hát, có một chút biết nhảy, có một chút biết cắm hoa, nấu ăn, làm bánh, thêu, may. Mình có khuyết điểm gì không? Dạ, khuyết điểm của em là em bị lười uống nước. Dạ, và em không biết ăn cá. Có đôi khi ngủ thì những ngày mệt thì em thường hay bị ngáy. Bị ngáy nữa? Dạ. Một chút xíu nữa là khi mà công việc áp lực quá thì em hay kiểu là stress, thì em sẽ có cái lời nói nó hơi cọc cằn một chút. Còn bạn trai? Dạ. Bạn có... Em, ưu điểm của em thì là vui vẻ, hòa đồng, dễ giao tiếp. Nhưng mà cái đó cũng là nhược điểm của em. Ủa sao vậy? Tại vì nhiều bạn nữ khi cứ nói là người yêu mà dễ giao tiếp á, hay lăng nhăng, bay bướm này kia. Nên có thể đó là cái nhược điểm. Em đã trải qua mấy mối tình rồi Khánh? Dạ em trải qua hai mối tình. Hai mối tình? Dạ. Mối tình mới đây là mối tình dài mấy năm? Dạ mối tình được 3 năm mà. 3 năm? Dạ. Sao mà yêu nhau 3 năm chia tay? Dạ tại vì nói chung là cái định hướng của em với bạn gái đó thì không có giống nhau, không có trùng con đường á, nên khác nhau á, sinh ra mâu thuẫn nên chia tay. Trời ơi, hồi lúc quen nhau mình không có định hướng trước hả?
À, lúc yêu á là bạn gái đó đó là mới tốt nghiệp 12. Em cũng định hướng là cũng chung ngành với em. Nhưng mà sau khi mà bạn gái tốt nghiệp á thì bạn gái đòi đi con đường khác. Nên nói chung là xảy ra những cự cãi xong cái hiện giờ con đường của em là như thế nào? Dạ nay thì em vẫn làm bên thiết kế đồ họa. Thiết kế đồ họa. Dạ. Rồi em trải qua mấy mối tình rồi cưng? Dạ em cũng trải qua 2 mối tình rồi ạ. Một mối tình lúc học đại học và một mối tình lúc học cao học. Mối tình sau này là quen được bao lâu? Dạ, mối tình sau này quen được gần 1 năm. Lý do sao chia tay? Sau khi học xong cao học ở Hà Nội thì anh đó về Đà Nẵng, còn em về thành phố Hồ Chí Minh. Nên là hai người cũng ở xa quá nên là em cảm thấy không có tương lai cho lắm. Em chủ động chia tay. À, dạ. Vậy là tình yêu cũng chưa đủ lớn để mà mình có thể là mình rút ngắn cái khoảng cách ha. Dạ. Rồi thôi bây giờ chuyện cũ bỏ qua. Em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Dạ em muốn tìm một người bạn trai trước hết là về ngoại hình. Thì ngoại bạn hình đó cao hơn em, cao khoảng 1m70. Mét 70? 70. Lỡ không là em có đẹp có mét trai 6 em ơi. Dạ mét 6 thôi ạ. Nhưng mà có lỡ mà có đẹp trai thì cũng được. À cái đó phải lát qua coi nha. Rồi còn gì nữa? Bạn đó đừng bắt em phải bỏ công việc nếu mà sau này có tiến tới hôn nhân. Tại vì em cũng có sự nghiệp của mình. Em rất là không thích những người là gia trưởng, chuyện gì cũng phải theo ý của họ. Có gì không em trai? Miễn sao là đừng ép bạn là bạn kêu không gia trưởng đúng không? Nhưng mà em có bắt ta bỏ nghề không? Dạ không, muốn làm gì làm mà. Muốn làm gì làm phải không? Phải tối về nhà là được rồi. Được không em? Được không em? Dạ được ạ. Chào cô giáo. Em có yêu cầu gì với thằng trai nữa không? Có một cái chi tiết này cũng hơi nhỏ thôi. Đó là bạn đó đừng có bị gù lưng. Chết dạ, rồi. Ngồi chết lâu rồi. Quá lưng có gù không? Cũng bị gù. Sao lý do kỳ em? Em có nhiều lý do. Gù lưng thì sao? Dạ nó liên quan tới thẩm mỹ một chút thôi thì... Nếu mà mình không được cao mà mình còn gù lưng nữa thì chắc là cái này phải tập thôi anh ạ. Thì tập mà cái này dạ. Dễ. Em yêu cầu cái nào mà nó khó hơn được không? Khó hơn. Ừ. Dạ em cũng hơi quan tâm đến một chút vấn đề về răng miệng. Bạn có bị hôi miệng không ạ? Sao anh mình kiểm tra được? Lỡ em bị sức môi thì sao? Cái này thôi chúc em kiểm tra cho anh kiểm tra không được em. Dạ. Trời, cô giáo đưa ra nhiều tình tiết éo le quá nha. Dạ. Anh thấy chàng trai bên đây cũng rất là năng động. Em là cô giáo, phải nói cũng rất chuyện chạc. Nhưng mà đưa mấy yêu cầu đó cũng dễ chứ không khó đâu. Vấn đề là người ta quan tâm chút là người ta sẽ bỏ được thôi. Cô giáo dễ thương lắm. Còn bánh đàn nhà trai thì có yêu cầu gì về người bạn gái của mình không? Bạn gái em không cần yêu cầu nhiều. Chỉ cần dễ thương xíu là được rồi. Miễn sao làm em thương là được rồi. Ngoại hình cũng quan trọng hả? Cao, thấp, mập, ngoại hình thì bạn đã chọn ngoại hình rồi, em đâu có dám chọn ngoại hình nữa. À. Lỡ em không đáp ứng ngoại hình nữa thì sao? Có cái gì em không thích ở người bạn gái không? Dạ không thích bạn gái rồi. Quá nhõng nhẽo. Nhưng mà mình cũng phải chiều bạn gái một chút chứ đúng không? Dạ em có chiều, em chiều dữ lắm. Chiều đó. Muốn gì em chiều cái đó à. Rồi, cái tướng tá cũng được ha. Khi nào mình đám cưới được? Dạ, khi nào mà bạn ấy làm em yêu mà em không thể xa rời bạn đó được thì sẽ đám cưới được. Ghê vậy. Rồi về đám cưới xong thì mình tính là mình sẽ lập nghiệp ở đâu? Dạ, thì tùy bạn muốn ở đâu ở đó à. Sao vậy em cũng tùy người ta, em phải có chính thì kiến em, chứ. Thì em rất là dễ. Nếu mà làm em yêu thì cái gì em cũng chấp nhận được hết. Bản thân em muốn khi nào kết hôn? Em có thể bất kết hôn bất cứ lúc nào. Có chuẩn bị gì cho kết hôn chưa? Dạ đầy đủ. Đầy đủ là cái gì? Cụ thể? À, có nhà cửa rồi đầy đủ. Thôi bây giờ mình hỏi thêm ý kiến người thân nè. Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với em trai và bạn thân của em ạ. Rồi cho chị gặp em trai của em nha. Dạ. Chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào anh và mọi người ở trường quay ạ. Thì nãy giờ em ngồi dưới thì em thấy anh khá là bận bao, nói chuyện cũng rất là dễ thương. Đối với chị em thì chị em hiền lành ít nói nhưng mà đôi khi hơi khó tính cả trong công việc và tình yêu nữa. Nhưng mà em nghĩ là hai anh chị có thể dành thời gian để tìm hiểu nhau, để tìm ra một lối đi chung được. Cảm ơn em trai. Em đi với ai? Dạ em đi với ông anh với mấy đàn em. Chào mọi người ở phim trường. Tôi là anh của Khánh. Hôm nay gặp em thì thấy hai người vóc dáng thì rất là ok, được. Em gái này thì tính tình chững chạc hơn nhiều. Em của mình thì nó rất là vui. Cho nên một cái vui, một cái chững chạc thì hài hòa nhau thì cả nhà chắc là rất là êm ấm mà luôn có tiếng cười. Mong hai người có nhiều thời gian để tìm hiểu hơn nữa. Dạ em cảm ơn ạ. Rồi, cảm ơn anh. Bây giờ ta tham khảo rồi á, mình mở rào cho hai bên gặp mặt rồi từ đó mình tính toán chuyện bấm nút không bấm nút nha. Rồi kéo rào. 2 phút dành cho các bạn bắt đầu.
Đây là cái món quà nhỏ nhỏ mình làm tặng bạn. À, mình làm rất là công phu á, cưa từng ly từng tí, khoan từng lỗ một, mong bạn nhận giùm. Dạ em cảm ơn. À, cái món quà của em tặng anh cũng là chính tay em làm, cũng là từng đường kim mũi chỉ ạ. Anh có thể xem ạ. Ok. Tâm đầu ý hợp quá, tặng quà toàn tự làm. I love you. Là một cái khăn tay ạ. Thời giờ còn có bạn gái thiêu khăn tay tặng bạn trai nữa, trời ơi thích quá. Sau những gì mà anh nói, em nghĩ gì vậy anh? Em thấy anh cũng có hơi một chút trẻ con thiệt. Dạ. Chính xác, nhiều khi rất là trẻ con luôn. Dạ. Cảm nhận của anh về em mới như thế nào? Mới nhìn khoảng vài giây. À, nhìn em cũng dễ thương. Dạ. Mà anh không biết sao mà em không thích người thấp hả? Đã lùng hơn em sao? Dạ, xét về tương lai sau này con cháu đó anh. Dạ. Con cháu hả? Dạ. Nhiều người ta vẫn người hai người lùng lấy nhau vẫn có con cao bình thường. Dạ, dạ bộ anh đứng lên em coi thử. Em nghĩ anh mét mấy, anh ngồi thử em coi mét mấy. Em nghĩ là 1m68. Ồ, em rất là giỏi, chính xác luôn á. Ta học, ta dạy địa lý mà. Ta địa qua, ta biết địa lý thế nào. Thôi ơi, chiều dài bao nhiêu rồi. Rồi đem cuốn sách này tặng ảnh hay là chi đây? Dạ, cái này cũng hơi bệnh nghề nghiệp một chút xíu. Là hồi nãy giờ em thì chưa có giới thiệu quê của em. Thì em sẽ cho anh một bài toán. Bài toán liên quan đến địa lý. Dạ, mình ôn bài một chút được không ạ? Anh bỏ học lâu lắm rồi. Dạ, đây kiến thức lớp 6 thôi anh. Dạ. Rồi bây giờ học trò đứng lên đi. Dạ, quanh tài lại. Trò cô giáo đâu cần đứng. Đây là đề bài của em. Đây là trang bản đồ Việt Nam. Mình sẽ tìm quê quán của em ạ. Trời ơi, gì vậy? À, giả sử anh đang đứng ở thành phố Hồ Chí Minh. Anh thấy thành phố Hồ Chí Minh rồi. Thành phố Hồ Chí Minh đâu ạ? Đây rồi em. Dạ rồi. Trước hết thì bản đồ này có tỷ lệ là 1cm trên bản đồ này là tương ứng với 70km ở ngoài thực tế. Đề bài của em là anh muốn đến được nơi của em á, quê của em. Thì anh xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh, đi về hướng Đông Bắc 225km. Dạ, đây thước. Thước hả? Trời ơi. Dạ, anh để quà xuống bàn nha. Trời, kiểu này sẵn não. Anh có 5 phút để suy nghĩ dạ. 225km về hướng Đông Bắc. Để anh coi coi. Dạ, trời hướng phía trên của bản đồ là hướng Bắc. Bên phải của bản đồ là hướng không? Đông. Em cần máy tính, máy tính không ạ? Được sử dụng máy tính ạ. Chị đưa máy tính em cũng không biết được đâu. Phía trước là hướng Bắc. Hướng Đông là bên tay phải của anh. Đông bên tay phải. Dạ, Đông Bắc là ở chính giữa Đông và Bắc. Đây là Bắc. Em ở Gia Lai hả? Anh nhớ lại khoảng cách của em là 225km về hướng Đông Bắc. Gần đó có một cái chấm đỏ có ghi tên của thành phố Buôn Mê Thuột. Cho em hỏi anh là khi mình quy đổi 225km ra cm trên bản đồ thì là bao nhiêu ạ? Vậy em ở Đà Lạt hả? À, đáp án cuối cùng của anh là gì ạ? Đà Lạt. Dạ em cảm ơn, đáp án chính xác ạ. Hồi xưa anh học cái chê mà. Rồi, sau một thời gian thử thách, em cảm giác trí thông minh của anh thế nào? Em cảm thấy là anh cũng có tư duy nhưng mà do là cũng lâu rồi không đụng đến nên là... Vậy là hay rồi em, tại anh rung á, nãy em thấy em rung quá. Thôi đừng khóc chê. Thiệt cái bộ lâu quá quên. Thôi giờ làm giờ bài em thơ làm lại, làm bài thơ đúng rồi. Thường xưa á, mình đi học á, mình hay viết thư cho bạn bè đó. Mình có một bài thơ, giờ mình sẽ đọc lại cho mọi người cùng tặng cho em luôn. Thanh Tiền đêm buồn gió khiêu, Thanh Tiền là quê quán của mình. Thanh Tiền đêm buồn gió khiêu, nhìn về phương ấy thương nhớ nhiều, gió ơi cho gửi lời tâm sự của kẻ phương xa nhớ em nhiều. Hết chưa anh? Hết rồi. Trời ơi. Trời ơi, bài thơ dài quá. Làm thơ cái gì mà đọc thơ có chút xíu vậy? Dạ, dạ có cố gắng, có cố gắng. À, để đáp trả lại bài thơ của anh về sự nhớ nhung một ai đó, lúc đó anh nhớ ai không biết. Dạ. Bây giờ em xin có một vài câu hát tặng anh và mọi người. Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh, hay để chắc chắn anh hay lắng nghe tim muốn gì, và dẫu cho mai sau có ra sao thì em cũng sẽ không hối tiếc về ngày hôm nay đã nói yêu. Rồi hết thời gian. Suy nghĩ thật kỹ nha hai bạn. Bấm hay không là quyền các bạn nha.
bấm nút là hẹn hò, tìm hiểu để tiến tới hôn nhân nha. Còn mình không cảm thấy không phù hợp thì mình không bấm, để cái duyên đó dành cho người khác. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Mời em. Rồi, lý do tại sao em lại không bấm nút? Em có bấm mà nó không ăn đó chị. Hãy nắm tay nhau nào. Hôn nhau đây hai bạn. Rồi, đây là những chiếc vé xem phim cùng gặp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Gửi tặng hai bạn, đây là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Sài Gòn, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Cần Thơ hoặc là Biên Hòa, đến từ hệ thống cửa hàng dịch vụ ngày cưới Island gửi tặng hai bạn. Phần quà dành cho hai bạn là một chiếc TV Akino 40 inch có chức năng thu tín hiệu truyền hình số mặt đất trị giá 5.950.000 đồng nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Đây là quà tặng một cặp gối cao su thiên nhiên Đồng Phú thuộc tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam và một phiếu giảm giá 25% nếu như các bạn đồng ý kết hôn với nhau. Tên em là một cơn mưa dài trên dòng sông bé. Cơn mưa dài trên dòng sông bé. Trời. Em có ngại về cái việc mà đã một lần đò không? Dạ không chị. Tại vì người đàn bà cũ à, họ được đáng được thương và đáng được trân trọng. Hay. Mời nhà trai. Thôi, ngồi đi bạn. Rồi, xin mời nhà gái. Bây giờ hai bạn đã có mặt trên sân khấu rồi á. Bây giờ mình giới thiệu về nhau nha. Rồi mời em. Dạ, em chào anh Quyền Linh. Chào em. Em chào chị Hồng Vân. Chào em. Dạ, em chào khán giả. Em tự giới thiệu về bản thân mình. Tên em là một cơn mưa dài trên dòng sông bé. Cơn mưa dài trên dòng sông bé. Trời. Em xin nói sơ một tí về cái quê hương của em nữa. Là đến với quê hương của em, mỗi khi mà tiếng gà các tiếng gáy là mọi người sẽ được hưởng một cái bình an, một cái hạnh phúc và một cái lộc của trời ban. Đó là những gì mà em giới thiệu về bản thân và tên của em và tên về quê hương của em à. Anh hiểu luôn á. Chứ mà chưa hiểu thì em sẽ giải thích ra thêm một tí nữa. Cơn mưa dài đó là mưa có phải là trường vũ không anh? À, cơn mưa dài là trường vũ, em tới là dạ, trường vũ hả? Dạ, còn sông bé là cái tỉnh của em. Và năm nay khi mà Bình Dương và Bình Phước tách tỉnh nên bây giờ là nó thuộc về tỉnh Bình Phước à. Và cơn mưa dài trên dòng sông bé là em tên là Trường Vũ và đến từ sông bé. Trời ơi. Em hết hồn chưa? Em hết hồn chưa? Vậy em giới thiệu về mình đi. Chào Nguyên Linh, chào anh kia, chào quý vị khán giả. Em tên là Võ Thanh Trung. Em sinh năm 1983. Nội ơi. Võ Thanh Trung hả? Ủa dạ. Sao kỳ vậy? Ủa tên thì giống trai vậy? Dạ đúng rồi. Biệt danh của em là bé heo. Cái đó biệt danh thôi. Còn cái này á là em là miêu mập á anh. Miêu mập hả? Dạ. Em về khuôn khổ giống em Hồng Vân á. Gì nói gì à? Hey, ông Mai ông nói gì vậy? Ông lên ông Mai. Về khuôn khổ. Ai khuôn khổ? Ông nói bên trai hay bên gái giống tôi? Đàn trai giống. Bên nào cũng giống hết trơn á. Ủa vậy hả? Khổ. Ta có của ăn của để mà mắc cười quá hai em ha. Hai dạ. Bên có họ hàng với Hồng Vân. Ông làm gì ông nhỏ lắm. Chị em xa. Ừ. Ông Linh lúc nào cũng vậy đó. Ông giống như ông tự ảo tưởng là ông dạ. Nhỏ bé, ông gầy còn ốm yếu như là cái hồi cách đây 20 năm á em. Dạ. Ủa nhiều khi chị không muốn nói luôn á. Thôi vô vấn đề đi. Bây giờ đàn gái, điểm mạnh điểm yếu đàn gái là gì vậy? Dạ điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng. Hôm nay hơi gung xí. Biết nấu ăn. Dạ. Điểm yếu là dạ, trước đám đông em hơi bị rụt rè. Có cái tật xấu gì không? Dạ từ sáu hả? Hay quên. Ủa Trung em là quê ở đâu Trung? Dạ em ở Bình Phước anh. Nhưng em làm công việc gì Trung? Dạ em làm công nhân may ở quận 12 á. Ông làm nghề gì vậy cứ mưa dài ơi? Dạ em làm nghề lái xe chị ơi. Rồi điểm mạnh điểm yếu của Vũ là gì? Xưa thì em còn chơi thể thao giỏi. Ừ. Em từng là cầu thủ. Bây giờ thì giờ cầu không có cầu thủ nổi em đâu. Giờ là bây giờ chuyển qua bây giờ là em hâm mộ rồi. Giờ em là fan của đội tuyển bóng đá Việt Nam rồi. Giờ là đứng thủ chứ không phải đâu cầu thủ. Còn điểm yếu của em á về có nghĩa là em hay nói nhiều quá. Ừ. Nói nhiều mà bởi vì có nói nhiều mà cũng làm cái điểm mạnh mà cũng làm cái điểm yếu của em. Không sao đâu, miễn vui là được rồi ha Trường Vũ ha. Dạ.
Nói chung là em, cái tính em thì sôi nổi, nói chung là em, em là cái điểm tựa cho đám đông. Nói chung là em là trụ cột của những cái cuộc vui của anh em. Em là trụ cột là chắc lắm. Em có đủ điểm của em cái là em cũng không biết rượu bia. Có khuyết điểm em là có cái là em có hút thuốc. Hút thuốc nhiều không? Dạ cũng ngày gói anh. Ngày gói. Ủa em ơi, em có ghen không Vũ? Dạ không chị ơi. Em gặp một cái người mà ghen quá rồi em tính làm sao? Dạ em có thuốc trị hết á. Có thuốc trị hả? Trị sao anh? Trời ơi, thì em nếu mà có cơ hội đi thì em mới biết được chứ. Giờ cái đó bí quyết của anh sao nói ra được em? Mà anh nói thiệt là anh không ghen không? Không phải là ý là mình ghen, nhưng mà cái ghen của anh nó không phải như những cái người ta mà cứ bập chực này nọ. Bữa nào thử đi biết. Trời ơi. Nếu mà có cơ hội thì em mới biết là anh chị cái cách ghen nó như thế nào. Dạ. Thôi giờ mình nói về chuyện tình yêu đi. Mối tình chính thức là chỉ có chồng em thôi. Có một đứa con năm nay 15 tuổi. À, đứa ở con với 15. Chồng em. Chồng em lấy vợ rồi. Tụi em đã ly dị nhau bao lâu rồi? Dạ 8 năm rồi. Có thường xuyên gặp mà con gái không? Dạ em đi làm ở dưới đây á, lâu lâu lễ em về đứa nó xuống chơi. Sau cái mối tình đó là em chưa có mối tình nào khác luôn? Dạ không, em chỉ đi làm thôi. Ăn ở không 8 năm rồi đó. Trời ơi Vũ ơi, bây giờ em thì sao nè? Em thì trai tân chị ơi. Cái gì? Em tụt huyết luôn rồi, đứng dậy liền đang coi coi trai tân coi sao. Kiểm tra giùm em. Chưa lấy vợ luôn á. Dạ chưa chị ơi. Trời đất ơi. Nhưng mà lý do sao mà em chưa muốn lập gia đình? Em mập quá, vợ gái như ngán mỡ sao á. Đâu ra, không có. Đừng có nói chữ mập ở đây. Chị em mình là né chữ đó. Dạ. Né chữ mập ra. Em có biết không, rất nhiều những phụ nữ họ đặt một cái điều kiện là cái người đàn ông của họ phải bụng bự. Đặt một cái điều kiện người đàn ông họ phải bự, tức là mập, chứ còn họ không thích ôm. À, cho nên là cái lý do mà em chưa lập gia đình không phải là như vậy. Khai đi. Dạ em nói cái đó em nói thiệt. Tại vì sao mà em vô duyên lắm. Cái tầm mà cái thời phổ thông em là không có mối tình nào. Ừ. Rồi xong rồi cái qua dọn giai đoạn mà khoảng từ 21 tuổi trở đi tới 33 là em phải qua mười mấy mối tình. Và có 3 mối tình chính thức là chuẩn bị là đến ngày đang coi ngày kết hôn. Nhưng mà 3 lần đó em đều bị ở phút cuối em bị... Bị ao. Dạ bị ao hết. Về phía nào? Về phía em hay về phía người ta? Dạ phía em cũng có và phía người ta cũng có. Dạ. Bên đàn gái đó nãy giờ em nghe rồi đúng không? Dạ. Em có ngại về cái việc mà đã một lần đò không? Dạ không chị. Tại vì người đàn bà cũ à, họ được đáng được thương và đáng được trân trọng. Hay. Đúng, người đàn ông phải như thế. Mọi người nhìn đi. Tôi có hơn gì ổng nhiều đâu mà lúc nào ổng cũng hãnh diện về cái chuyện mà thế này thế nào. Ủa nên đâu có nói khuôn khổ bự là xấu đâu. Những người có khuôn khổ hơi bự chút cứ múp míp. Tôi coi thằng gái coi. Thằng gái tôi đây. Ồ cười tươi quá nha. Chào em gái. Dạ. Nãy giờ em nghe chàng trai nói như thế thì em cảm nhận thế nào? Ảnh cũng là một người sống tình cảm. Em có xúc động không? Dạ. Em cũng mong là anh nói như vậy, là anh làm như vậy được. Bây giờ em gái mong muốn tìm một người yêu thương như thế nào? Thì người đó phải chân thành, là một người đàn ông của gia đình. Em có một cái mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ không, giống ba em là được rồi. Giống ba em sao? Ba em là một người đàn ông của gia đình. Ông gia đình. Nhưng tại sao nói về ba em lại cảm động như thế? Ba còn, ba đang ở dưới quê hả? Ba dưới Bình Phước hả? Chắc ba thương em lắm đúng không? Ba có mong muốn em như thế nào không? Trước khi em lên sân khấu bạn muốn hò, ba em có dặn điều gì không? Ba em kêu Út em đăng ký cho em. Em trai mong muốn tình yêu như thế nào? Yeah, em cũng đã chia sẻ rồi. Cái đòi hỏi của em thì nó cũng không cao. Em cũng không phân biệt là ngày cũ hay mới, hoặc là tuổi tác bất cứ gì. Em chỉ cần một người phụ nữ trong tình yêu mà hiểu nhau chưa đủ đâu, cần phải có cái sự nhường nhịn và chịu đựng được cái tính xấu, cái đó mới là điều quan trọng nhất. Bởi vì em phải cần một người phụ nữ là biết yêu thương và biết chia sẻ. Đúng vậy, quan trọng là cái tình cảm thôi ha. Rồi bây giờ mình hỏi gia đình cô gái cái. Mời mẹ của em nói chuyện trước đi. Mẹ nói về ba đi. Chào MC Quỳnh Linh, chào Hồng Vân và chào khán giả. Bị gì nhà có hai đứa con thôi mà bé thì rất là thương ba đó. Còn Út cũng vậy, nói thẳng ra là cái số phận của nó
cho nên cha mẹ rất là buồn. Ông xã nhà ổng cứ coi riết cái này à, ngày nào ông cũng coi, ông coi hoài, ông cứ nói bé ơi, thôi bây giờ bé đi thi đi, biết sao là cái số phận của con á, là nó gặp cái duyên, chắc ba cũng mừng lắm, cho nên là cứ đăng ký riết mà bé không có đi, cho nên là em á, nó làm như này, nó nói thôi vậy thì em đi lên em đăng ký cho chị, à, xin hết. Cảm ơn cô. Rồi em Út. Em thấy anh đi sao? À, trước tiên là chào chú Quyền Linh với cô Hồng Vân. À, em nghe anh nói thì kêu là anh ở Sông Bé, anh ở khu nào anh hả? Ở Lộc Ninh em. Vậy cũng gần mấy chục cây, ba chục cây. Anh có ngại vô xa không? À, cái điều đó thì nãy giờ anh chia sẻ nhiều rồi. Mấy vấn đề kia nó quan trọng hơn mà anh còn không ngại thì vấn đề đó đâu có gì đâu. Dạ, tại vì chị em có tính là hơi nhõng nhẽo, nên là anh phải chiều chuộng. Theo em á, anh này á, thì cũng dễ, nói chung là cũng mũm mỉm đó, cũng dễ thương. Tí nữa là chị mở chị tôi biết. Rồi cũng vui vẻ đó. Cảm ơn em. Rồi cảm ơn em. Anh trai đi với ai? Dạ em đi với bạn thân nhà hai đứa em họ. Em chào anh Quyền Linh, chị Hùng Vân. Chào bên nhà gái. Em là bạn thân của Vũ. Sao Vũ vậy? Bạn em thì nó vui vẻ, hòa đồng. Có cái nó hay nói nhiều nên là đôi khi là cái sự nói nhiều của nó thành ra cái khuyết điểm. Thấy bạn gái đang dễ thương, tính nên là cái duyên nên cho nhau một cơ hội. À, bây giờ thì thôi mình mở rào đi. Hai mở bạn chắc đi. Cũng có kinh nghiệm được tình trường rồi ha. Mở rào. Anh có món quà tặng em. Dạ, em cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng cho anh. Em để nó cho anh nha. Anh sợ không vừa hả? Dạ không sao, vừa. Em sẽ đeo nó cho anh mỗi ngày. Ta dân may mặc mà bởi vì người ta đâu đó rõ ràng lắm đó. Dạ, cảm ơn em. Em cảm nhận của em về anh sao? Dạ, hai anh cũng dễ thương. Tròn tròn giống em. Em làm ở dưới Sài Gòn này lâu chưa? Dạ em làm được 4 năm. Hồi nãy là em có nói nhỏ anh cũng không nghe, là em nói em cũng ở Bình Phước mà em ở huyện nào? Em ở Bù Đốp. Bù Đốp anh trên thôn mấy em? Thôn 4. Lộc Ninh lên chỗ em gần mà. Thì hồi chỗ đó cùng huyện mà. Dạ. Mà anh làm gì vậy? Anh làm tài xế. Tài xế hả? Đi dữ lắm hả? Em cũng biết rồi, thì tài xế thì cũng đi thường xuyên nhiều. Cuộc sống của anh là cũng chưa có người ràng buộc nên anh thích tung tăng vậy đó. Nhưng mà nếu mà có một điểm dừng thì anh cũng phải dành thời gian chăm sóc cho gia đình. Vậy giờ anh dừng được chưa? Thì nếu mà có một cái điểm dừng chân thì anh sẽ dừng. Vậy anh có chị em ràng buộc anh không? Dạ. Thì cái đó còn gì phải nói nữa. Anh thích tập thể dục lắm hả? Cũng anh là dân thể thao gốc. Nhưng mà có một cái anh trải qua một cái tai nạn giao thông. Dạ. Nên không chơi thể thao thường xuyên được. Thì anh xuống đây bằng cái gì vậy? Mấy anh em bằng xe hơi. Anh có gì hỏi em anh hỏi đi. Chúc mình về chung đó, ý là họ chúc mình về chung đó. Đúng rồi, chúc là bên nhà mẹ với anh. Đây anh trai của em hả? Dạ em. Là cũng đi xe gì xuống em? Dạ Út em thì ở đây, chỉ có em với mẹ đi xe đò. Xuống đây từ lúc 5 giờ mấy tới giờ đó. Vậy chúc vậy thì chúc gia đình mình cùng nhau về nhé. Chịu không mẹ? Hỏi mẹ chứ em không biết. Dạ mẹ chịu không mẹ? Mẹ chịu không mẹ? Xuống cho anh từ lúc 5 giờ sáng tới giờ mẹ ngồi mỏi lưng. Trời ơi em có 5 giờ sáng à. Anh đến chương trình này em biết anh bao nhiêu lâu không? 6 năm rồi. Bây giờ anh mới lên đây anh được gặp em á. Để cho thấy cái duyên đó. Vậy 6 năm qua em gặp cái người đối diện, em cảm giác là cái sự chờ đợi đó nó xứng đáng hay không? Dạ rất là xứng đáng cho anh đó. Em bây giờ thì bình thường em nói nhiều lắm mà bây giờ nãy giờ em không nói được gì. Thấy anh nói quá trời. Cái tim em loạn nhịp rồi. Em cũng run lắm. Vậy thì em hát bài tặng cô gái liền đi em. Trời ơi thôi anh, em hát bài để cô gái đổi ý định luôn anh ơi. Kệ nó. Mình đang vui anh ơi. Thôi để mình đang vui cho. Để cô gái đang có ấn tượng tốt em hát cái cho rồi. Nó vui thêm. Để em hát anh tặng anh. Này hỡi anh người yêu dấu, xin anh hứa đi, ngàn kiếp sau dù mưa nắng vui buồn có nhau, em và anh từ đây như mây với trời, muôn đời không còn chi cả chia đôi mình.
Em nghe nói em thích đi theo cái đội đá banh lắm đúng không? Dạ đúng rồi vậy. Đó, mà bên nhà gái hỏi đi, nếu mà anh đi theo đội đá banh của em, Vũ. Em có thể thích đi du lịch đúng không em? Dạ thích lắm, nhưng mà chưa được đi đâu hết. Anh là anh thường theo đội tuyển bóng đá Việt Nam đi nước cũng rất là được mấy nước. Dạ. Sau này thì hai đứa mình mà tiến tới tí nữa thì mình cứ dành thời gian với du lịch. Dạ. Mình ủng hộ đội tuyển Việt Nam. Dạ con nhờ. Ơi. Vậy đi đâu dẫn em đi theo chứ nha. Trời ơi cưng quá. Giờ là chúng mắt là về là giờ là phải bắt buộc phải xin đi cho anh đó. À, xin trai gái yêu cầu luôn xin đi. Mấy đứa nè, em thích mấy đứa nè. Dạ em thì vài đứa nhưng mà cái tuổi em chắc hai đứa là được. Nói không anh? Thì mà anh phải cố chứ sao. Chứ à, em biết rồi anh 39 tuổi chưa có vợ thì em cũng hiểu rồi đúng không? Chắc cũng khó tính dữ lắm. Anh vậy mà khó tính gì em? Chứ sao tới giờ chưa lấy vợ? Bởi vì anh mà cảm về cái số ký của anh á. Chứ ngày xưa anh đi học anh cũng là hot boy vậy. Anh cũng là hot boy vậy. Bây giờ là anh hót nguyên bo mở luôn mọi người. Dễ thương mà có sao đâu. Chị thấy bây giờ em mạnh dạn đứng lên á, em nắm tay cô gái bên nhà gái. Rồi em nói một cái điều gì đó ngọt ngào tình cảm gì đấy. Em nhìn vô mắt anh đi. Em luôn. Em thấy mắt anh đẹp không? Dạ hả? Em không thấy gì hết trơn. Dễ sợ. Nhìn trời, liền bây em. Bây giờ em mới nhìn em mới thấy chứ. Em có thấy mắt anh đẹp không? Anh hỏi em mắt anh đẹp không? Chào. Trời mắt anh vậy mà em không đẹp. Bởi vì nếu mắt anh không đẹp là không có em trong đó. Nếu mà mắt anh đẹp là đã có em trong đó. Trời em phải nhìn thêm kỹ. Đó, nhìn kỹ đi. À, anh Simet từng nói á, hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nâng trái đất lên. Nếu em cho anh một cơ hội, anh sẽ nâng em suốt đời. Trời ơi. Nếu anh có đủ tự tin, đủ khả năng, đủ yêu thương và đủ chân thành để nắm chặt tay em, thì em hứa sẽ không bao giờ buông tay. Là anh hứa thì làm sẽ làm được điều đó. Thấy đủ luôn á. Đủ chút, rồi. Em nắm chút nữa được không? Hả? Nắm chút nắm luôn đi. Chúng ta sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm. Lúc đâu anh đỡ bóng không kịp chết em luôn anh. 1, 2, 3. Hết thời gian. Rồi. Ôi, hay quá. Rồi. Trời ơi, nút chỉ là thủ tục thôi, hai bạn nắm tay nhau đi. Đấy, chúng ta cảm giác rằng gần hình như là các bạn là đã dành tình cảm cho nhau. Em hứa gì với gia đình của bên đàn gái đi? Dạ con chào cô, nãy con xin phép là con chào như bằng mẹ. Thì con hứa là sẽ chăm sóc và bảo vệ cho trong suốt cuộc đời này. Dạ, lâu lắm em mới có được cảm giác như vậy. Ôi, con xin phép mẹ nha. Vina Cacao gửi tặng hai bạn hộp cacao đa vị uống liền Vitadairy do Vina Cacao sản xuất. Vitadairy xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như từng giọt yêu thương Vitadairy. Vitadairy tài trợ cho đứa con đầu lòng của hai bạn 1 năm miễn phí cacao uống liền Vitadairy trị giá 32 triệu đồng. Còn đây là một món quà dành riêng cho cô dâu, một bộ son môi Yurika của Nhật Bản. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được 1 năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Rồi. Chúc hai đứa hạnh phúc nha. Chúc hai bạn hạnh phúc. Dạ, cảm ơn anh chị. Em muốn người bạn trai của mình cao khoảng tầm 1m65 trở lên, không có bụng bầu, rồi mắt hai mí. Em đã là số 0 rồi thì em muốn tìm một người phụ nữ là số 1 để thành một điểm 10 cho gia đình hạnh phúc đúng không? Dạ, chứ bây giờ hai số 0 thì nói chung là nó sẽ thành con zero. Ý là mình dây đúng không? Ừ. Bây giờ chúng ta lại phải gặp ngay một cặp đôi tiếp theo để xem họ có bấm nút hay không. Xin mời. Mời ra liền để coi có bấm hay không nha. Xin mời nhà trai. Nay đâu mà khuôn khổ bự bự không người ta. Nó có đồ tốt cặp đó nè. Xin mời nhà gái. Cùng đội với Hồng Vân.
Rồi, bây giờ thì các bạn đã có mặt trên sân khấu. Mình giới thiệu lớn lên cho mọi bên cùng nghe nha. Mời em trai. Xin chào anh MC Quyền Linh và chị Hồng Vân. Chào bạn nữ ngồi bên kia và tất cả các vị khán giả đang ở trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Nguyễn Thanh Hiền. Năm nay em 35 tuổi. Nguyên quán của em thì ở miền Tây, nhưng hiện tại em đang sinh sống và làm việc ở Tây Ninh. Hiền làm gì Hiền? Công việc chính của em thì về bên lĩnh vực dịch vụ. Em mở phòng kinh doanh karaoke á anh. À, dịch vụ karaoke, đó là mình mở luôn hả? Dạ, em mở tại nhà. À, rồi. Còn em? Em xin được chào chị Hồng Vân, chào anh Quỳnh Ninh, chào bạn bên kia và chào toàn bộ quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Hường và em đến từ Bắc Linh. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại Long An ạ. À, Bắc Ninh là đồng hương với chị. Năm nay em bao nhiêu tuổi? Năm nay em 34 tuổi ạ. 34 tuổi, trời ơi, vậy mà nhìn trẻ quá vậy. Rồi cái công việc của em là em làm gì? Hiện tại thì ở dưới Long An thì em đang mở một cửa hàng kinh doanh về shop thời trang quần áo. À, em nói về một chút về mình đi, cái điểm mạnh và điểm yếu của em. À, điểm mạnh của em thì là em thì sống tự lập từ khi mà bắt đầu ra trường là em đã tự lập rồi. Và đặc biệt là em rất là hòa đồng, năng động, nói chung là rất là thích đi du lịch, đi chơi đây đó. Và đôi khi là em hay làm việc một mình, thích làm việc một mình. Và nói chung là kể cả đi cà phê hay là gì đó là cũng thích đi một mình nhiều hơn. À, thích một mình. Dạ vâng. Em nghĩ cái đó là điểm yếu hay là điểm mạnh của mình? Em nghĩ là chắc là đấy là một cái điểm hơi yếu của mình. Tại vì là do là giống như theo kiểu mình hơi sống trầm, hơn trầm nội tâm quá, đúng quá. Dạ vâng. Rồi bây giờ thì em trai, em có ưu điểm khuyết điểm gì? Điểm mạnh của em á thì vui vẻ, rất dễ hòa đồng với môi trường, dễ thích ứng với môi trường. Lúc mà học xong ở phổ thông ở tỉnh, ở quê nhà thì lên thành phố thì tự mình phải bươn chải, không có người thân giúp đỡ hỗ trợ thì em phải bươn chải tự mình, nên là em cũng rất là ấy với điều đó. Em có mấy mối tình rồi? Em thì nó mối tình chính thức thì em được một mối tình chính thức, quen nhau cũng được 4 năm rưỡi, chia tay nay cũng tầm khoảng 7 năm rồi. Tại sao chia tay? Thì lúc trước thì đi học và đi làm thì em ở Sài Gòn, nhưng mà khi mà ba mẹ em thì em thấy cũng lớn tuổi rồi thì em cũng muốn quay về quê để mà kiếm một công việc nào đó phù hợp. Thì chắc có lẽ là do cái khoảng cách mình ít có tiếp xúc, mình ít có quan tâm chăm sóc được bạn gái nhiều như lúc trước á, thì chia tay rồi. Coi như là thiếu sự chăm sóc đó. Rồi mời em gái. Còn em thì sao? Tình trường của mình như thế nào? À, tình trường của em thì em có một mối tình chính thức cách đây là 4 năm, sau đó là cũng chia tay. Còn hiện tại thì cũng có những một số mối quan hệ nhưng mà không đi đến đâu cả. Nhưng mà cái mối tình kia của em lý do tại sao chia tay? Em quen cũng rất là lâu nhưng mà sau đó là do không hợp tuổi ấy chị. Bên kia là nói chia tay ạ. Bây giờ em gái muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em muốn tìm một người đàn ông trưởng thành, tự lập, hòa đồng và đặc biệt là có một chút hài hước một chút ạ. Về ngoại hình thì em có đặt một cái mẫu như thế nào không? Ngoại hình thì là em muốn người bạn trai của mình cao khoảng 1m65 trở lên, không có bụng bầu, rồi mắt hai mí, không bị hói ạ, không bị hói, và dáng người gọi là nếu mà mảnh mai một chút càng tốt ạ. Mảnh mai hả? Cái mai mới mảnh được không? Ai, bữa nay coi như là ở bên bển là đầu tiên anh Linh ra nói là em tôi nữa rồi, thành ra là để tôi coi làm sao nè. Này mai mới mảnh, nhưng mảnh mai. Dạ, em chào chị Hồng Vân. Chào em. Dễ thương lắm, dễ cưng lắm. Ừ. Chị thấy có mảnh mai không? Có những cái điều mà mình tưởng tượng á, nó không có tưởng tượng được. Dạ. Em hiểu không? Dạ. Có những điều mình tưởng tượng nó khác, nhưng mà khi gặp thì nó khác. Dạ. Chị cũng biết nói sao để cho em hiểu nữa. Hay em tò mò quá. Dạ. Tức là ví dụ như một khuôn mặt quá cưng đi, ví dụ vậy. Nhìn vô là thiện cảm liền, cứng thì cưng vậy đó. Là tất cả những cái kia là có thể bỏ đi được hết. Mà chị nói em nghe vấn đề như thế này. Những cô gái Bắc Ninh á là những cô gái rất giỏi và rất tự lập tự chủ. Con gái ở đâu cũng tự lập cũng giỏi vậy nha. Riêng cái con gái Bắc Ninh cái đặc tính nó ngộ lắm, cứng đầu nữa. Em có phải là mẫu đàn ông mà thích chinh phục không? Em thì rất thích quan tâm và chăm sóc. Và em cũng là người biết lắng nghe và chia sẻ với người khác. Và em cũng hay đồng cảm với người khác về bất kỳ vấn đề gì. Nên là em sẽ tự tin là mình sẽ làm được điều đó. Giờ em nghe những cái tâm sự như vậy thì em thấy cái mẫu người đàn ông đó là có phù hợp với em hay không? Em nghe thì cũng được khoảng độ 50% rồi đấy. Em muốn tìm người yêu lý tưởng thế nào em trai?
Thì cái mẫu người bạn gái của em tìm thì em thích một người phụ nữ có mái tóc dài truyền thống. Tóc dài gì thấy đó. Nó rất là bắt mắt và cảm thấy hiền. Đó. Cái thứ hai là người phụ nữ đó không xe xua đua đòi theo cái thời đại này. Nói chung là tùy theo cái khả năng của mình như thế nào thì mình sẽ sống theo cái lối sống như thế đó. Thế còn cái ngoại hình thì sao nè? Ngoại hình thì thường thì em á, nếu mà em nói em đã là số 0 rồi thì em muốn tìm một người phụ nữ là số 1 để thành một điểm 10 cho gia đình hạnh phúc đúng không? Dạ, chứ bây giờ hai số 0 thì nói chung là nó sẽ thành con zero. Ý là mình dây đúng không? Em thì rất là đam mê về cái lĩnh vực ẩm thực. Em cũng có thích nấu nướng này kia nọ, mà nếu mà một cái bạn nữ mà thích không khí không mà vẫn mập thì nói chung là về với đội em thì nó sẽ không sao, dễ thương mà. Em đồng ý đấy anh ạ, em cũng đang cần được tăng ký đấy anh ơi. Dễ thương. Em chào anh. Chào em gái. Dạ. Dễ thương ha. Anh thấy người Bắc Linh thế nào anh? Người ơi người ở đừng về. Dạ. Yeah. Dễ thương mà. Dạ. Thật ra với bên đàn gái chúng tôi á thì là được khoảng 80-90% những cái yêu cầu mà đàn trai của bên anh đặt ra. Được hết, được. Nhưng hết mà bên đó. Anh á thì lại là chỉ có 50% cái yêu cầu bên đàn gái tôi đặt ra thôi. Chưa chắc rồi nha. Tôi rất hy vọng là khi mà mở rào á thì là bạn cô dâu bên tôi á sẽ có một cái sự thay đổi giống như cái cảm nhận của tôi vậy. Linh đảm bảo á, đàn gái mà nhìn đàn trai sẽ rất là ưng ý, bởi vì tôi chắc chắn cam đoan rằng đây là trụ cột, một bờ vai rất vững chắc cho người phụ nữ dựa vào. Chính xác là một cái cột của gia đình. Đúng rồi, không? Dù có gió bão cũng không bao giờ bay nổi. Không bao giờ bay nổi. Đó. Anh cao bao nhiêu hả anh ơi? Anh cao bao nhiêu đấy? Anh cao 1m72 em. Thấy chưa? Cao 1m72 em. Cao. Cao 1m72, nặng 120 ý. Không, mấy anh 7, cứ nói quá. 7 mấy ký thôi. 120 ký là hai người cộng lại. 70 mấy ký là cái thời mà em còn trẻ trâu á. Còn bây giờ là bây giờ em đã 90 rồi. Rồi 90 rồi. 90 ký hả? Không, trời, là đẹp trai mà. Tại vì sợ là tại vì cái công việc với lại cái bản tính em là rất là năng động nên là em vận động rất là nhiều nên người em nó sẽ săn chắc. Chắc miễn chắc là được rồi. Dạ. Bây giờ hỏi người thân trước đi ha. Đúng rồi. Em đi với ai? Dạ em đi cùng với anh trai, chị dâu, em gái và em rể. Rồi, xin mời gia đình bên... Em xin chào anh Quỳnh Ninh ạ, chị Hồng Vân ạ. Chào bạn trai nhé, chào toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Ngà, em đến từ Bắc Ninh ạ. Em thì em nhìn bạn trai bên này em thấy là anh rất là chững chạc ạ. Hiền ạ. Vâng, cảm ơn. Có vẻ là trầm tính ạ. So với bạn Hường thì hai bạn này về công việc ấy, về tính tự lập thì em thấy là hai bạn là cũng tương đương nhau. Hai bạn nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhau thêm. Rồi, cảm ơn em. Vâng. Anh trai đi với ai? Dạ, em đi với chị gái và đồng nghiệp của em ạ. Chị ruột á hả? Dạ, chị ruột và chị họ. Chào anh Quyền Linh và chị... chào chị. Hồng Vân. Chị. Em cũng là chị họ với Hiền. Nói về cái nhận xét thì Hiền em trai này thì từ xưa giờ là tánh rất đầm, hiền, chịu khó, biết chia sẻ. Còn nếu chị nhận xét về em gái bên đây thì chị thấy rất là hợp. Ha. Cái hợp nhất là tự lập. Còn Hiền bên đây là con trai một trong gia đình cũng tự lập. Đó, chị thấy thì hai đứa cho cơ hội với nhau. Mình cũng đã lớn tuổi rồi. Chị khuyên hai em vậy thôi. Rồi, cảm ơn. Rồi, cảm ơn chị họ. Bây giờ thôi con mở rào đi. Chị ấp úng hoài. Đúng rồi, mở rào. Khi mà chương trình có thông báo cho anh là có lịch ghi sóng thì anh mới bắt đầu chuẩn bị món quà này. Em có thể mở ra và xem món quà này. Em lúc này. Có tự em làm luôn ha? Dạ, tự em làm ạ. Vâng, rất là cái đẹp, đó là gì ngon. Em nói đi. Dạ, bánh đây là gọi là bánh măng, búp măng dứa. Là em tự làm? Dạ. Wow, cái bánh dứa chị thích ăn lắm. Dạ. Rất là thơm ạ. Em cảm ơn. Cảm ơn. Sau đây thì cái này thì em xin tặng cho hai MC vui tính của chương trình. Bánh luôn hả? Đây đây anh bánh tráng trộn đúng không? Dạ. Trời ơi, đặc sản rồi anh, dân ăn được cái này đâu. Em vừa có món quà tặng bánh anh. Bánh tráng trộn Tây Ninh đặc sản. Hy vọng là nó sẽ phù hợp với anh, nhưng mà em nghĩ rằng là chắc chắn là sẽ không thể nào mà vừa được. Vậy em tặng là một chiếc áo sơ mi ạ. Rồi, cảm ơn em. Mặc dù có thể là không vừa nhưng mà nó rất là có ý nghĩa đối với anh. Đó, em lấy, là... anh coi, lấy ra coi thử cái màu. Nhưng thôi. Mà anh có thể là đến tại cửa hàng của em để đổi size vừa hơn được ạ. Chắc phải đổi size quá. Chắc chắn là phải đổi rồi. Dạ đây với chiếc áo sơ mi ạ. Thay gì? Vừa chứ hả? 2X là... 2X hả? Dạ rồi, mở ra thử đi cơ. 2XL hả? Không, anh ấy không vừa đâu. Em nhìn như này là biết là anh không vừa đâu. Em mở ra coi cái màu sắc nó làm sao. Đây ạ.
là mà nhỏ thôi. À, cái này là size của con nít nha chị. Không, size người lớn mà chị. Lớn thì mà hai cái L mà chị. Là đấy. Đó. Thôi cái này chắc em phải về phấn đấu giảm cân quá. Hy vọng là khi anh giảm cân anh sẽ mặc vừa chiếc áo này. Cái màu, à? Cái màu rất là dễ thương, rất là đáng yêu. Áo đó để anh đó. Mặc hợp hơn á, 2X. Không có vừa. Đừng sao đâu, nhưng mà anh Linh và chị Hồng Vân ở đấy đây em bán cả đồ nam và đồ nữ, anh chị có thể xuống ủng hộ em được không? Được, anh mặc XL đó. XL ạ? À? Ừ. Dạ. Đây tới 2X rồi. Khi anh mở rào thì anh thấy em thế nào ạ? Không, nói chung là ấn tượng đầu tiên thì trước khi mà nhìn luôn á thì nghe giọng nói của em thì anh cảm thấy rất là ấm. Dạ. Và rất là có thiện cảm. Và khi mà mở rào ra thì nói chung là nó rất là phù hợp với những gì mà anh đã tưởng tượng trước đó. Dạ. Còn em khi mà chắc em sẽ bất ngờ về anh về cái ngoại hình trước tiên. Không, tại vì lúc đầu nghe chia sẻ là anh cần một số 1 để cho thành một số 10 tròn chính là em đã hình dung ra rồi ạ. Nhưng mà khi mà gặp anh thì em cảm thấy rằng là cũng là một người rất là hiền, dễ gần, đặc biệt rất là hài hòa. Anh quan niệm thế nào về tình yêu và hôn nhân ạ? Tình yêu á, là nếu mà một khi đã quen, đã chấp nhận đến với nhau thì mình phải biết hy sinh và chia sẻ với nhau, vì nhau mà cố gắng, chứ không thể nào mà cứ buồn vui thất thường hay là mỗi lần giận nhau thì mình lại chia tay này kia, thì cái đó là anh không có chấp nhận được đó. Dạ vâng. Anh có tính lăng nhăng không ạ? Không, anh thì bản tính anh là trung thủy đến bây giờ luôn, anh cũng vẫn trung thủy một thân một mình luôn mà. À, với một thân một mình ạ? Em là người rất là thích lãng mạn, nhưng mà em thì lại hơi khô cứng trong vấn đề tình cảm. Hy vọng là anh sẽ bổ sung để làm cho em không, điều đó thì anh có thể làm được. Cho em hỏi một chút là anh hiện tại là đang ở Tây Ninh đúng không ạ? Anh ở Tây Ninh. Thành phố Tây Ninh luôn. Thành phố Tây Ninh luôn. Thì bây giờ nếu như chẳng hạn như là mình hẹn hò đi ạ, nếu mình hẹn hò thì bây giờ từ Tây Ninh lên chỗ em thì một tuần anh lên được mấy buổi ạ? Thì cái công việc anh thì nó cũng tại vì anh kinh doanh bên lĩnh vực karaoke thì nó cũng dễ, rất là dễ, chỉ trong những cái dịp mà lễ lộc thì anh không thể đi thường được với để mà xuống chơi với em. Còn dạ. Nếu mà ngày thường thì chỉ cần mình thích thì mình có thể đến với nhau. À, chứ mà chỉ cần alo cái là anh là đến chỉ rồi. Chỉ cần alo thôi. Với lại bây giờ thời buổi công nghệ rồi thì mình nếu mà bình thường mình không gặp nhau thì mình vẫn có thể nói chuyện video này kia nọ, mình có thể là quan tâm chia sẻ với nhau đủ mọi thứ rồi. Còn dành thời gian cho nhau để mà gặp mặt trực tiếp thì anh nghĩ là chỉ cần mình sắp xếp thời gian phù hợp thì mình có thể gặp nhau. Dạ vâng. Dạ em làm karaoke là em rất là thích những người hát hay đúng không? Dạ em thích chị, mà á cái là em lại không hát được, nên là nếu mà bạn nữ có khả năng thì có thể tặng em một bài hát. Bắc Ninh là quan họ Bắc Ninh đấy. Quan họ rất là hay. Em hát dân ca quan họ Bắc Ninh đi. Em cũng là người hay hát nhưng mà hát không hay lắm. Thì em cũng xin được gửi tặng chị Hồng Vân và anh Quyền Ninh và toàn bộ quý khán giả cùng với anh là một đoạn trong bài hát của làng quan họ quê tôi ạ. Hy vọng là mọi người cùng ủng hộ ạ. Cho em một tràng pháo tay đúng không ạ? Ủng hộ. Làng quan họ quê tôi, tháng giêng mùa hát hội, những đêm trăng hát gọi con sông cầu với làng báo xanh là những làng quan họ xanh xanh. Làng quan họ quê tôi, những chiều bao thương nhớ, tiếng ca đầu ngọn gió, lón quay thao lói gì người ơi, lón quay thao lói gì người ơi. Hay quá, chị ơi. Hôm nào em phải học chị Hồng Vân chị hát quan họ Bắc Ninh cực hay luôn, ngọt lắm. Dạ, vâng. Em trai hát lại đối đáp liền. Đối đáp đi em ơi. Thì có gì là em sẽ hát một vài câu. Em sẽ hát bài Về Đâu Mái Tóc Người Thương. Hòn lỡ xa vào đôi mắt em về. Anh Linh cứu bồ, cái này là đúng tuổi Linh luôn rồi. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em, chiều nay xõa tóc ngồi bên rèm, thầm ước nhưng nào đâu dám nói, khép tâm tư lại thôi. Đường hoa vẫn chưa mở lối. Rồi từ đây đến chiều mở lối nha. Cảm ơn chủ karaoke. Bây giờ trước khi bấm nút, em muốn nói điều gì với người đối diện? Nói suy nghĩ thế nào, nói gì thế? Thì anh hy vọng là sau cái buổi chương trình này, nếu mà mình cảm thấy hợp thì mình cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Anh thì anh nghĩ mình đã đủ tuổi chững chạc và để chịu trách nhiệm về những cái gì mà anh nói.
Em cứ nhìn cái ngoại hình của anh thì em biết rồi. Ngoại hình của anh và cái số ký của anh thì chắc chắn sẽ là một cái điểm tựa vững chắc để cho em có thể là dựa dẫm và hết cái thời gian sau này. Cưng quá cưng. Anh thì là một người rất thích về nấu ăn, nên là khi mà yêu anh rồi thì em sẽ không bao giờ lo sợ đói. Rồi, là, cảm ơn em. Thực tế em thấy rất thời gian. Thực tế luôn. Hãy để tay mình nút bấm và đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. Suy nghĩ thật kỹ nha, để xem đây có phải là nửa mảnh ghép của mình hay không, trái tim mình có rung động hay không. Nếu rung động thì chúng ta bấm nút. Mời bà mối Hồng Vân. 3 2 1. Hết thời gian. Hay quá. Tôi mới đếm 3 thôi là ông đã bấm rồi. Đúng nghe rồi. Chắc rồi. Em đâu có để dùng hết cơ hội được chị. Chính xác. Không. Có cơ hội chúng ta hãy đón nhận lấy. Hãy nắm tay nhau đi. Chị rất sợ là bạn không bấm. Nhưng mà khi bạn bấm thì chị mừng thật sự. Thanh niên nghiêm túc vẫn phải thực hiện đúng cái nghĩa vụ format của chương trình. Đó là cái hôm đầu tiên. Em có thể cho phép anh được thực hiện cái nghĩa vụ của chương trình hay không? Dạ được. Hung mà nó nghĩa vụ chương trình. Chương trình đâu được hung được gì đâu. Đây là những món quà của chương trình dành cho các bạn. Vina Cacao gửi tặng hai bạn hộp cacao đa vị uống liền Vitareri do Vina Cacao sản xuất. Vitareri xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như từng giọt yêu thương Vitareri. Vitareri tài trợ cho đứa con đầu lòng của hai bạn 1 năm miễn phí cacao uống liền Vitareri trị giá 32 triệu đồng. Gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika Nhật Bản sản xuất tại Hàn Quốc đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được 1 năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Dạ, cảm ơn ạ. Rồi, chúc các bạn hạnh phúc. Dạ. Bây giờ mình có thể nắm tay nhau đi đến cuối cuộc đời. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Cảm ơn nhãn hàng Mắc He, viên uống mọc tóc ngăn ngừa rụng tóc đã tài trợ thực hiện chương trình. Mắc He là sản phẩm số 1 về điều trị rụng tóc và kích thích mọc tóc nhanh do người tiêu dùng bình chọn năm 2018. Quý vị đón xem vào lúc 15:20 chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị có thể xem lại chương trình thông qua cổng thông tin Lớp TV hoặc là MCV Media và nhấn subscribe nhé. Và bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người. Tăng Thanh Hà ngày xưa vậy đó. Chính xác, chưa nói cái phọt mặc áo dài rất đẹp luôn. Tại trước giờ hình như trai nó thích em. Trai nó thích em. Em muốn là bạn đó phải cao hơn em. Em thích nhó khi hôn lắm. Bác muốn cháu có dành nhiều cảm tình cho con bác, xúc tiến
hẹn hò nhiều hơn. Em thì tính hiền ạ. Chưa bao giờ nóng giận hay là giận ai đấy ạ. Anh hiền là em thích này. Thân hình cân đối. Cân đối không... dạ. Cái chỗ nào thừa thì thừa, chỗ nào thiếu thì thiếu. Được. Còn nếu mà gầy quá em cảm giác như kiểu là gió thổi bay mất. Gầy là thầy tất cả, em yên tâm đi. Gầy nhưng mà bồ ba người ta vững chắc lắm. Được phát sóng vào lúc 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.